Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại lên sóng cho quý vị và các bạn một cái chiếc xe, đó là mà cái mẫu Kia Morning số tự động bản S lấy cho anh em nhé. Là một cái chiếc xe mà rất dễ mua, dễ dùng, dễ sử dụng và đặc biệt thì nó rất ít xăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì cực kỳ ấn tượng là ít xăng các bạn nhé. Và đây là cái chiếc xe mà màu xanh nõn chuối anh em ạ. Cái chiếc này là bác nào mà phù hợp với cái gia đình mà sở hữu chiếc xe này thì theo em nó khá hợp lý cho khách hàng, bởi cái chiếc xe này nó số tự động và giá tiền bây giờ thì rất phù hợp các bạn nhé. Đấy, giá tiền bây giờ rất phù hợp cho khách hàng luôn. Đấy, chỉ có đồng 8 quay về mà chúng ta lại sở hữu ngay được cái mẫu xe này thì theo em nó khá ok. Bác nào mà quan tâm tới cái mẫu xe số tự động máy Eco số di dắt anh em nhé, một chiếc xe là bao chất cho quý vị và các bạn ở cái phân khúc đó là số tự động nhỏ như cái chiếc này bên em tuyển được, thì đây là cái chiếc xe mà đáng để cho quý vị và các bạn lưu tâm. Quý vị nào mà lưu tâm cái mẫu xe này hay đang tìm kiếm thì đây là cái chiếc xe mà bên em tuyển được, rất là ok. Và đặc biệt thì cái con xe này thì chủ nhân người ta đã vào được là mà gương kính cụp xòe rồi anh em nhé, gương kính cụp xòe. Còn bởi vì cái bản này thì chỉ có xin nhận gương và chỉnh gương thôi, nhưng con này của em thì người ta đã vào được gương kính cụp xòe anh em nhé. Khi chúng ta mở khóa ra và chúng ta tắt đi là nó đóng gương vào, và khi chúng ta cắm khóa mở cọ điện lên thì nó mở gương ra anh em nhé. Đây là cái chiếc xe đáng ok cho quý vị và các bạn. Con này thì được cái là keo chỉ zin tuyệt đối anh em nhé, máy con là máy zin luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, cái ghế của xe đây đẹp tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy, cái chiếc này và giá rất là phù hợp cho các bạn luôn, ở cái cửa tiền loanh quanh đấy bên em chỉ bán là cái cửa là 180 quay về thôi. Bác nào mà quan tâm cái chiếc xe này cứ để lại bình luận số điện thoại để em tư vấn cho quý vị và các bạn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn là xe là nó như thế nào và tình trạng xe ra sao để chúng ta sở hữu ngay cái mẫu xe này. Với cái chiếc xe là Kia Morning bản SX đời 2010 thì cái chiếc xe này nó trang bị động cơ 1.0 máy Eco số zích zắc và nó trang bị một bộ mâm đúc là 4 mâm đúc là quanh xe, thì mâm đúc trang bị là R14 các bạn nhé. Và cái bản 1.0 này thì nó được trang bị là hai xây ghế và hộp số là hộp số máy hộp số zích zắc. Và đặc biệt xe nhập thì quý vị và các bạn nhìn cái đèn đẹp chấm hết cho quý vị là cái đèn nhập khẩu Korea Hàn Quốc các bạn này. Và đèn nhập thì bao giờ nó là đèn mắt đỏ các bạn nhé, nó mắt đỏ và nó bao giờ nó gắn liền là cái xi nhan và cái đèn đỗ rừng nó ở cái mắt đỏ đấy, Korea một cách chuẩn chỉ. Đấy, bác nào mà thực sự yêu thích cái chiếc xe này thì các bạn alo lại cho em để sở hữu một chiếc xe cực kỳ chất lượng ở phân khúc này các bạn nhé. Với cái động cơ 1.0 thì xe nó ở mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít cho đến 6 lít trên 100 km. Và cái chiếc này máy gầm thì em cam kết rất là chất luôn, đặc biệt thì không có lỗi các bạn nhé. Máy số zin, thân vỏ zin, keo chỉ zin, và đặc biệt cái nội thất của xe thì các bạn quan sát là nội thất zin theo xe các bạn nhé. Và xe thì được trang bị cả áo ghế rồi cái thảm tắp lô, nhưng mà xe nó đẹp em bỏ là bỏ bỏ ra, em không đặt vào các bạn nhé, em bỏ ra ngoài. Đấy, thời tiết mùa đông bây giờ nó đang lạnh các bạn ạ. Đấy, đang lạnh mà chúng ta sở hữu ngay cái ô tô giá chỉ có 180 triệu, rẻ thật các bạn ạ, quá rẻ luôn. Năm nay ô tô rẻ, cái lợi ích của những bên em mang lại cho các bạn là cái giá trị thực ở cuộc sống thực. Và cái giá trị thực nó, vì sao em nói là giá trị thực, bởi vì cái chiếc xe này thì bây giờ nó giá trị thực thật rồi, có 180 thôi đấy các bạn nhé, cho nên là dễ mua, dễ dùng, dễ sử dụng các bạn ạ. Đấy, 180 triệu thôi mà chúng ta đã sở hữu ngay được cái mẫu Morning bản số tự động như này các bạn nhé, máy Eco số di dắt này, vô lăng xịn của xe các bạn nhé. Đó các bạn này, đấy các bạn này, mà tuyệt vời, chất lượng như thế này còn gì bằng các bạn ạ. Với cửa tiền như này thì có những năm, tại thời điểm là những năm mà bên em bán ở năm tầm này năm ngoái thì cái giá xe nó lại cao kinh khủng các bạn ạ, nó cao lắm, nó cao rơi vào tầm vẫn bán 200 lẻ, em nhớ là vẫn bán cho 200 lẻ và 200 quay về với nọ kia, thì năm nay giá xe tụt hẳn cho quý vị và các bạn. Và cái điều đó thì là mang lại cái giá trị thực và cuộc sống thực cho chúng ta hiện nay, đó là các bác mà có tiền ở tại thời điểm hiện tại thì chúng ta lên mua xe bây giờ là khá là ổn định các bạn nhé. Và cái chiếc xe này thì có lẽ thì qua cái thời gian này thì có thể đến cuối năm thì em không biết là xe nó có nhúc nhích lên không, nhưng bây giờ là khá ổn định cho chúng ta mua xe. Đấy.
Và đặc biệt giờ rét như này các bạn nhé, mà chúng ta sở hữu ngay cái chiếc xe mà nó còn đẹp như này, và cái giá tiền như này, thì tội gì các bạn không sở hữu ngay, còn chần chừ gì nữa ạ. Đây là một cái chiếc xe đáng mua, đáng dùng, đáng để sở hữu. Ai dùng được, vợ dùng, bố mẹ dùng. Và thời điểm rét mướt như này, nếu các bạn nào mà chúng ta mải đi làm mà không có thời gian chăm chút và đưa đón các cháu đi học, thì đây là cái chiếc xe mà mua cho bố mẹ ở nhà chẳng hạn, để đưa cháu đi học. Đây là cái chiếc xe đáng để cho chúng ta dùng. Đấy, vì có hơn trăm thôi mà chúng ta lại sở hữu ngay được cái mẫu xe này để cho bố đi. Đấy, rất an toàn các bạn nhé, dễ đi cực kỳ, và xăng ăn rất là vừa phải. Và đặc biệt nó thời tiết nó ấm áp, nó không tự dưng không rét, và tự dưng nó không ấm lên và không lạnh đi các bạn ạ. Đấy, như thời tiết hiện nay ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, thì đấy các bạn thấy đấy, ngày hôm qua ngày hôm kia thì chúng ta vẫn còn cởi trần nóng toát mồ hôi, nhưng đến hôm nay thì các bạn thấy đấy, em này em mặc áo rét các bạn nhé. Đấy các bạn thấy đây, em lại mặc áo rét các bạn ạ, em lại mặc áo rét, và là gió lại lạnh, và đặc biệt mùa đông là chúng ta đi xe máy thì cực kỳ ngại các bạn ạ. Cái vấn đề này thì không phải là chúng ta cứ nói là ngại là các bạn không ra đường, thì các bạn cũng thông cảm. Thì thực ra nếu các bạn có điều kiện kinh tế thì các bạn nên sắm cho gia đình mình những chiếc xe ô tô để thay những chiếc xe máy. Đấy, chúng ta đi đưa đón con cháu hoặc là đi được xa, về quê nội quê ngoại các bạn nhé. Em nói các bạn là về quê nội quê ngoại thì chúng ta sở hữu cái chiếc này khá là ok luôn các bạn ạ. Keo chỉ con này thì em nói các bạn là zin 100%, cua lốp zin nguyên bản các bạn nhé, la răng xịn sò theo xe. Đó các bạn ạ, cua lốp của xe đây, đó, nguyên bản hết các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp như này và giá rất phù hợp như này, tại sao chúng ta không mua để dùng? Đấy các bạn, tại sao chúng ta không mua, và chúng ta không mua là hơi bị phí các bạn nhé. Cái màu này em thấy rất là đẹp này, nó nhã nhặn các bạn này, cái màu này nhá, nó nhã nhặn cực kỳ luôn các bạn ạ. Đó đây, keo chỉ thì em cam kết là zin 100% keo chỉ anh em nhé. Đó, những chiếc xe này bên em tuyển thì chắc chắn là kỹ rồi các bạn ạ. À, một phần nữa các bạn đến kiểm tra. Đấy, các bạn đến kiểm tra, nếu ưng thì chúng ta mua, nếu không ưng thì các bạn cho em cái ý kiến cũng như góp ý phản hồi. Đấy, trong phần video thì em có các bạn lên cái gì em chưa được hoặc là em nói chưa chuẩn thì các bạn cứ góp ý cho em nhé. Các bạn cứ góp ý cho em để em cố gắng em sẽ mang tới những cái gì chân thực nhất trong cuộc sống và giá trị thực nhất để dành cho khách hàng. Đấy các bạn nhé. Đấy, em sẽ mang tới những gì tốt nhất cho quý vị của các bạn. Có những cái thì em chưa nói nên hết được, các bạn lưu ý là em chưa nói hết được, và có những cái em chưa làm được, nhưng có những cái em sẽ làm tới cùng để mang tới cái giá trị thực cho quý khách hàng. Và cái giá trị thực ở đây thì các bạn là phải biết là tất cả những khách hàng mua xe của em tầm bao năm nay, em làm gần 10 năm nay trên YouTube, nhưng chưa khách nào nào phản đối, chưa khách nào nào phản nói là xe em bán xe kém các bạn nhé. Mà em chỉ bán kém ở cái chiếc lượng xe, là ví dụ tiền nào của đấy các bạn nhé. Đấy, tiền nào của đấy mà thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhé, em bán là tiền nào của đấy chứ em không bán là ảo các bạn. Đấy, con này thì chủ nhân người ta lắp cả cái chế độ là vòng tua các bạn nhé. Đấy, cái này cắm các bạn lưu cắm vào cái cả biến đo nhé, thì cái đèn vòng tua kia nó sẽ sáng này, nó sẽ sáng lên các bạn nhé. Thôi em không cắm bởi vì em quay là một máy em quay và một máy em cắm thì không cắm được các bạn nhé, các bạn thông cảm cho em. Đó, và cái chiếc xe này thì em cam kết là theo chỉ zin, máy số zin. Và đặc biệt thì các bạn này thì quý vị lưu ý là nó có chế độ hai xe ghế đấy các bạn nhé, hai xe ghế hai bên. Đấy, đi mùa đông các bạn lưu ý, đi mùa đông mùa này mà bật xe ghế lên thì phê lắm các bạn ạ, thì phê cực kỳ luôn. Như mùa nóng thì chúng ta có thể không thích, nhưng cái mùa này thì chúng ta chắc chắn bạn nào cũng thích các bạn nhé. Đấy, mùa rét thì chúng ta bật cái xe ghế lên, xe ghế này không phải nó nóng suốt đâu các bạn ạ, chúng ta nó cứ nóng lên ở nhiệt độ là vừa phải là bao nhiêu đấy là nó sẽ ngắt đi các bạn nhé. Còn khi bao giờ nó trở giờ lại lạnh lạnh thì nó lại bật lên các bạn nhé. Đấy, nó an toàn là như thế chứ không phải là nó nóng suốt cho chúng ta là nóng gian đâu. À, đó các bạn này. Đấy, cái cụ xe một cái rất ok các bạn nhé, xin nhận gương. Và con này thì các bạn nào mua thì rất là ok luôn. Đấy, những chiếc xe này bên em tuyển được thì khá là ok, các bác mua là chỉ sẵn dùng thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn không phải làm gì cả, những chiếc xe này thì bên em đã tuyển được, và cái chất lượng đã khẳng định được là cái thương hiệu là cái dòng Kia Morning, nó là thương hiệu quốc dân. Cái quốc dân này thì rất dễ sửa chữa và dễ dùng các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn mua về dùng cứ thoải mái thôi, ở đâu sửa cũng được và ở đâu chữa cũng được và ở đâu có phụ tùng các bạn nhé. Nó không như là những chiếc xe là chúng ta mua nhiều lần, nó có khi là chúng ta sửa chữa nó khó khăn. Đây là những chiếc xe dễ mua, dễ sửa chữa các bạn ạ.
Và các bác có tuổi thì các bạn mua xe đến bên em thì các bạn mua xe cố gắng là cũng thông cảm cho em. Và tất cả các bác mua xe không cứ một ai cả, là các bạn lưu ý là các bác mua xe là nếu trường hợp các bác không có tiền xoay sở để khi trong quá trình giao dịch mua xe thì các bạn phải báo ngay cho em trong một vài ngày thôi, chứ không thể để là một tuần hoặc là một tháng mà nửa tháng các bạn mới nói là tôi không có tiền và tôi không lấy được xe nữa tại lý do này tại lý do kia. Đấy, là bên mình khi bán xe thì các bạn cũng thông cảm là bên mình bán thì sẽ không biết được cái lý do là khách hàng là có thể lấy được hay không lấy được hay như nào các bạn nhé. Còn bởi vì các bạn cố gắng là thu xếp được chuẩn thì bên mình sẽ, bởi vì mỗi cơ hội bán hàng một chiếc xe nó tuy không nhiều, nó thừa tiền nó chỉ có dưới 200 triệu thôi, nhưng khi mình đăng lên bán hàng mà nó tụt mất cơ hội, nó lại trôi qua thì mình lại làm lại video và mà mình lại đăng lại đó kia thì nó rất là ngại, nhiều cái lắm các bạn ạ. Các bạn cố gắng khi chúng ta mua là chúng ta thu xếp được ok các bạn nhé. Và cái chiếc xe này thì quý vị và các bạn nhìn đây, nó thế nào là em bảo máy eco đấy, số chính xác đây, eco đây các bạn nhé. Cái chế độ eco nó tiết kiệm xăng, là cái chiếc máy eco là nó bầu to, cái bầu gió to hẳn so với đời 2010 mấy ở Việt Nam hoặc là 2009 2008 các bạn nhé. Đấy, máy eco nó đây các bạn này, bầu gió nó to các bạn này. Đấy, số thì đây, tại sao người ta số di rắc đây, là cái số di rắc mà em hay nói đây các bạn nhé. Rồi, đấy, hộp số đây, hộp số di rắc đây các bạn nhé, đó là máy eco số di rắc các bạn ạ. Hai xây ghế dành cho khách hàng nào yêu thích xây nóng các bạn này, và đặc biệt các bác nào mà có xương khớp, bệnh xương khớp các bạn nhé, các bác cứ bật xây nóng lên cho em, đảm bảo là các bác giãn xương cốt. Và đặc biệt nữa các bạn nhé, là các bạn sẽ giảm được cái bệnh đau khớp, đau xương về mùa đông này, các bạn lưu ý. Và các bác đã đến mua xe của em sẽ tặng cho các bạn mỗi bác là một chai dầu dò dầu gió cực kỳ là chất lượng, trị giá là ngoài 300.000 các bạn nhé. Là chai dầu này là dầu của hãng, dầu em mới lấy về để kỷ niệm các bác thôi. Đấy, và cái kem xoa bóp là sống đau mỏi nhất khi chúng ta di chuyển đi xe các bạn nhé. Bác nào cứ quan tâm thì alo và sẽ chốt xe thì em sẽ tặng quà cho quý vị các bạn. Tất cả những cái chiếc xe này em sẽ tặng hết các bạn nhé. Bạn nào quan tâm xe nào em sẽ tặng quà xe đó. Và bác nào thì có nhu cầu sở hữu cái xe này, đây là rất nhiều khách hàng thì đôi khi có tiền, bên em bán rất nhiều đa dạng xe các bạn nhé. Đấy, các bạn xem Matiz bé bé kia em cũng bán này. Đấy các bạn này, hàng thuốc tí đẹp cực kỳ này. Đấy, những cái chiếc xe này em cũng bán này, và chiếc này em bán này. Đấy các bạn nhé, và chiếc này em bán này. Đó, số tự động em rất nhiều này. Đấy, số tự động cả i10 em bán này. Đấy các bạn này, i10 số sàn em bán này. Đấy, và đặc biệt đây thì trong này kể cả Fortuner trên 500 triệu em cũng bán này. Đấy các bạn nhé. Đây, Fortuner trên 500 triệu em bán các bạn nhé. Bởi vì kênh của em là kênh đa dạng mang tới cho những khách hàng nào có cửa tiền bao nhiêu, tùy theo từng túi tiền của khách hàng để chúng ta lựa chọn xe các bạn nhé. Chứ em không bán chuyên một dòng xe nào nhiều tiền hay một dòng xe ít tiền các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn theo dõi kênh em thì các bạn cố gắng là đăng ký kênh và đăng ký kênh của bên em và bật nút chuông để khi nào em cứ đăng xe lên là các bạn nhìn thấy là các bạn là chốt xe, yêu xe nào các bạn gọi cho em là chốt luôn thì em sẽ quay xe gửi cho các bạn là chốt các bạn nhé. Và có lẽ thời lượng quay video của em nó cũng không là nhiều nhưng cũng có lẽ là phải kết thúc. Thì qua đây bạn nào nhìn thấy video của bên em thì cho em xin chào quý vị và các bạn, và các bạn nhớ follow cũng như cho em một trái tim yêu thích các bạn nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video. Chúc cho quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, an lành, hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn.